Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay nhà mình có con gà to nhưng mà các bạn nhỏ nhà mình rất khó ăn bởi vì là miếng vừa to lại gà hơi dai dai. Do vậy mình đã nghĩ ra là một món súp gà để các bạn nhà mình dễ ăn, lại có chất các bạn ạ. Và sau đây chúng mình cùng vào bếp để bắt tay vào làm thôi. Nguyên liệu để làm món súp gà thì gồm có một miếng đùi gà nạc các bạn ạ. Một bắp ngô ngọt. Bắp ngô này thì mình đã chọn bắp ngô ngọt hạt rất là đều to các bạn ạ. Nhìn rất là ngon. Một quả trứng gà, một chút rau mùi, gia vị hạt tiêu, 2 thìa bột năng với cả 8 cái nấm hương nhá. Trước tiên mình sẽ thái ngô ra các bạn ạ. Loại ngô này lát nữa mình sẽ luộc cùng với cả đùi gà. Bây giờ mình sẽ cho đùi gà với cả loại bắp ngô này vào cùng một nồi để luộc, để lấy nước dùng cho nó ngọt. Trong khi chờ đợi đùi gà chín thì mình sẽ thái nấm hương. Các bạn thái nhỏ nha. Nấm hương này mình đã ngâm nước nóng và rửa thật sạch rồi các bạn ạ, cho nó hết sạn. Rau mùi này lát nữa chúng ta trang trí vào cái bát súp. Do vậy mình sẽ thái nhỏ. Các bạn ơi, đùi gà của chúng ta đã chín rồi. Nó đã bóc cả da này rồi. Bây mình sẽ tắt bếp và cho ra nhá. Cho luôn cả loại ngô ra các bạn ạ. Chúng ta sẽ chỉ lấy nguyên phần thịt thôi nên là mình sẽ tách ra ra các bạn ạ. Các bạn để nguội khi làm thì sẽ dễ hơn. Mình sẽ cắt miếng đùi gà này thành nhiều miếng nhỏ cho nó dễ xé các bạn ạ. Mình sẽ xé miếng nhỏ này trước, miếng này to quá, lát nữa mình sẽ xé sau. Các bạn cứ xé những miếng thịt gà nhỏ như này nhá, như ruốc gà ấy các bạn ạ. Vẫn còn rất là bỏng. Các bạn cứ xé thịt gà như thế này cho đến hết cái đùi gà nha. Các bạn có thể xé nhỏ hơn nếu muốn. Các bạn ơi, sau một hồi mình xé được gà như này thì bây giờ mình sẽ cho vào xào nha. Chúng ta sẽ cho gà vào trước. Có thể mình xé gà vẫn hơi to các bạn ạ, nhưng mà cũng không sao. Ở nhà làm ăn cho mình to một chút cho nó ngon. Sau đó chúng ta cho ngô luôn vào cùng để xào. Nấm hương, gia vị hạt tiêu,
bạn nên nếm cho gia vị vừa ăn với cả khẩu vị nhà mình nhá. Sau khi giò chín chúng ta sẽ tắt bếp. Nước luộc gà với cả ngô của chúng ta vừa này đã sôi rồi. Bây mình sẽ thả cái thịt gà xào với ngô này vào nhá. Trong quá trình đun nếu có bọt thì các bạn hớt ra cho nó trong nước. Lúc này các bạn lại nêm nếm gia vị lại lần nữa nhá. Mình sẽ cho thêm một ít gia vị vào các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ dùng đến quả trứng này. Mình sẽ đập ra, đánh tan trứng nha các bạn nha. Sau khi đánh tan trứng các bạn thả từ từ vào nồi và lấy đũa ngoáy đều đấy nha. Mục đích ngoáy đũa là để tạo vân cho trứng. Bây giờ mình sẽ cho nước vào bột năng các bạn ạ. Các bạn quấy tan bột lên. Sau khi tan chúng ta đổ bột vào nồi. Sôi đến khi bột sánh sánh lại thì chúng ta cho ra bát ăn được rồi. Vậy là súp của chúng ta được rồi, bây mình sẽ tắt bếp đi nhá. Bây giờ thì mình sẽ rắc một chút rau mùi lên trên bát súp. Vậy là bát súp gà của chúng ta đã hoàn thành rồi, xin mời các bạn nha. Rất là nóng và thơm nữa. Các bạn ơi, mình xin mời các bạn nếm món súp của mình vừa làm xong. Xin mời các bạn nha. Rất là thơm các bạn ạ. Mình cho gia vị vừa tầm các bạn ạ. May quá. Thịt gà của mình xé cũng vừa to, hơi to một chút. Ăn đã miệng hơn những miếng thịt gà nhỏ các bạn ạ. Rút kinh nghiệm các bạn, cứ cho làm vẫn xé nhưng mà hơi to một chút. Ngô kết hợp với cả nấm hương, thịt gà ăn rất là thơm, ăn đã miệng. Các bạn thấy món súp gà này rất đơn giản phải không? Các bạn có thể tự làm cho mình những bát súp thơm ngon để chiêu đãi các thành viên yêu quý trong gia đình nhà mình nhé. Các bạn ơi, các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like, chia sẻ video và đăng ký kênh để xem những video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye!